Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tomato Hường. Video này Hường sẽ chia sẻ về email marketing là gì, cũng như bộ video danh sách phát này sẽ chia sẻ về bộ video hướng dẫn sử dụng email marketing hiệu quả. Các bạn đón chờ những video tiếp theo nha. Bây giờ email marketing là gì? Email marketing là một cái kỹ năng căn bản dành cho các blogger, các bạn làm internet marketing, affiliate marketing đều cần có một hệ thống gửi email tự động để mà chăm sóc khách hàng cũng như là quảng bá các sản phẩm thêm. Là một cái kỹ năng căn bản đó các bạn cần phải biết email marketing nếu mà chúng ta làm internet marketing kiếm tiền trên mạng không. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn email marketing là gì. Thì email marketing là một cách mà chúng ta sử dụng email để quảng bá sản phẩm dịch vụ cho khách hàng của mình thông qua email ấy. Thì nó được sử dụng một cái hệ thống gửi thư tự động, chứ nó không phải là gửi bằng tay mà nó có một cái hệ thống gửi thư tự động. Và ngày xưa thì người ta sử dụng email marketing chỉ sử dụng để quảng bá sản phẩm dịch vụ thôi. Nhưng mà càng về sau thì chúng ta còn quan tâm thêm một điều nữa, đó là xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Bởi vì email marketing đôi khi chúng ta sẽ không bán hàng qua email mà chúng ta chỉ để xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Còn cái việc bán hàng của chúng ta sẽ được thực hiện với những kênh khác, ví dụ social media, Facebook, YouTube, Zalo, v.v. Sử dụng email marketing để xây dựng những mối quan hệ giống như kiểu trở thành một người bạn, một người đồng hành với khách hàng của mình thì sẽ bán được hàng tốt hơn so với việc sử dụng những cái email tự động mà nó có tính chất quảng cáo ha. Mang tính chất quảng cáo, mang tính chất spam. Bây giờ để hình dung rõ hơn, mọi người xem ở đây. Thường có một cái form. Form này chắc mọi người thấy quen nè. Ở đây nó sẽ có cái chỗ điền tên, điền email. Có thể điền email thôi cũng được. Còn chúng ta có thể điền họ, tên hoặc số điện thoại này nọ. Thường thường người ta thu tên với email. Thì ở đây là một cái form, một cái trang opt-in, một cái landing page cho cả nhà. Một cái chỗ để thu thập email và cái tên. Sau đó khi mà mình điền email vô, khách hàng của mình điền email vô, thì email của chúng ta nó sẽ rơi vào một cái hệ thống. Hệ thống này thì nó sẽ tự động gửi thư cho khách hàng. Có thể gửi theo ngày hoặc là một cái thư nào đó chúng ta gửi cho khách hàng. Ví dụ như là có 100 người điền vào cái hệ thống này, thì ngày thứ nhất mình sẽ gửi cho khách hàng kể từ cái lúc mà họ điền email vô. Ngày 1 thì chúng ta gửi xin chào, chào mừng các bạn đến với chuỗi chia sẻ về cái gì đó, hoặc là mình giới thiệu mình là ai, tại sao khách hàng của mình lại nhận được email từ mình chẳng hạn. Rồi ngày tiếp theo mình sẽ chia sẻ một cái điều gì đó, hoặc ngày tiếp theo chúng ta nhắc nhở khách hàng điều gì đó. Đấy, thì chúng ta chia sẻ một vài rồi chúng ta mới nên có những cái bài bán hàng, chứ không phải là bài nào cũng bán nên người ta không có đọc cái thư của mình luôn. Đấy, tương tự cho ngày thứ N. Các ngày về sau nữa thì chúng ta cứ cài. Mà mình nên cài giãn cách ra ha. Viết email như thế nào, cũng như là cái tiêu đề, nội dung và cái tỷ lệ viết email như thế nào, tức là giãn cách ngày như thế nào, thì Hường sẽ chia sẻ vào những cái video tiếp theo. Ví dụ như lâu lâu mình có tổ chức một cái chương trình nào đó, chúng ta gửi cho 100 khách hàng này của mình là họ nhận email thông báo về cái chương trình đó của chúng ta. Nếu mà họ tham gia thì họ sẽ đăng ký ha. Rồi bây giờ Hường sẽ lấy ví dụ. Ví dụ như mọi người lên trang tomatohuong.com. Mọi người kéo xuống, Hường cũng có một cái chỗ để thu email nè. Đây, đăng ký nhận quà tặng. Ở đây cập nhật và nhận quà tặng miễn phí tài liệu Affiliate Marketing, thì điền tên và email vô. Như vậy thì khi mà ai đó điền tên email vô thì Hường sẽ tự động gửi cho khách hàng, không phải là Hường tự Hường mỗi lần gửi thư là Hường ngồi đó gửi, mà là có một cái hệ thống nó đã được cài đặt sẵn, họ sẽ gửi chăm sóc khách hàng theo cái sự cài đặt của mình. Cài đặt cũng khá là đơn giản thôi. Đó, mọi người hình dung ha, đây là một cái form này nè. Form này. Rồi trong này nó có một cái hệ thống gửi thư tự động. Mọi người thử điền vô thử đi. Rồi chúng ta sẽ thấy được thư tự động gửi như thế nào à. Ok. Trời, bây giờ cái hệ thống thư tự động này nè, thì mình sử dụng cái phần mềm nào? Ở Việt Nam ấy, đối với các affiliate marketer người mới bắt đầu thì chúng ta sử dụng hai cái này thông dụng nhất, đó là GetResponse và MailChimp. Tức là cái hệ thống này nè được vận hành bởi một trong hai phần mềm cho người mới bắt đầu. Cái này thông dụng, không phải là chỉ có hai cái này, còn rất là nhiều cái.
Nhưng Hường Hường đề xuất hai cái này cho mọi người dễ bắt đầu thôi. Còn sau đó chúng ta làm lâu rồi, tự nhiên mình sẽ biết những cái kênh khác, gửi email khác, dành cho cái số lượng email lớn hơn thì nó rẻ hơn, nhưng mà ít thì nó mắc chẳng hạn. Nhưng mà hai cái này là Hường đề xuất. Bây giờ cái MailChimp thì nó thu được cả 2.000 email miễn phí. Còn cái Respond thì nó chỉ có 30 ngày miễn phí, sau đó thì chúng ta sẽ trả phí. Ví dụ như các bạn mới bắt đầu mà chưa có kinh phí và chúng ta cũng chưa có cái nguồn thu nào cả, mình muốn tiết kiệm thì sử dụng MailChimp đi, sử dụng MailChimp trước. Thì nếu mà muốn sử dụng thì các bạn lên Google, không các bạn lên YouTube search là cách sử dụng MailChimp, hoặc là chờ các video tiếp theo Hường sẽ chia sẻ về cách sử dụng MailChimp ha. Rồi còn cái Respond thì nó dành cho cao cấp hơn một chút, tức là nó chỉ sử dụng miễn phí 30 ngày thôi. Tuy nhiên á, nó sẽ gửi thư theo cài đặt của mình, nó chuyên nghiệp hơn một chút so với MailChimp. Và cái tỷ lệ vào thư rác ấy, theo Hường thì Hường thấy cái Respond nó ít hơn. Còn cái MailChimp thì thư của mình được gửi nó khá là dễ rơi vào vào cái mục quảng cáo, đương nhiên là do chúng ta cài đặt nữa. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm thì sử dụng MailChimp trước, được 2.000 email miễn phí luôn. Còn cái Respond thì sau ngày này khi mà chúng ta có kinh nghiệm rồi, mình có kinh nghiệm sử dụng và có được một nguồn thu rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái Respond để gửi thư chuyên nghiệp hơn và thực hiện những cái hoạt động khác, tạo landing page, làm webinar này nọ ở trên cái Respond luôn. Ok, các video tiếp theo Hường sẽ chia sẻ về cách sử dụng cái Respond, một số lưu ý làm thế nào để sử dụng email marketing hiệu quả. Thực ra những cái công cụ này là nó không khó để sử dụng. Cái quan trọng không phải là kỹ năng sử dụng những công cụ. Kỹ năng công sử dụng thì chúng ta sẽ học một vài lần là chúng ta sẽ nhớ và thành thục rồi. Tuy nhiên là cái quan trọng là cái nội dung chúng ta gửi email như thế nào, cái khoảng cách giữa các email là bao nhiêu ngày, và nội dung như thế nào để cái thư của mình nó không rơi vào spam, và nội dung như thế nào mới có thể giúp chúng ta bán được đơn, nội dung như thế nào mới giúp khách hàng đọc cái thư của mình, thì hãy đón xem các video tiếp theo. Tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn về cách sử dụng, viết email marketing hiệu quả, cách quảng bá các sản phẩm trên email marketing hiệu quả. Đương nhiên là có cả làm ở thị trường nước ngoài và thị trường Việt Nam, đặc biệt là làm ở thị trường nước ngoài. Nếu như các bạn đang quan tâm tới kiếm tiền trên Internet và Affiliate Marketing với Clickbank thì có thể xem các video tiếp theo của Hường ha. Like nếu như các bạn thích video này, cũng như là để nhận những video khác. Và đừng quên comment, bình luận một điều gì đó, bình luận những điều bạn thắc mắc ở dưới video này Hường giải đáp. Và nếu như các bạn không thắc mắc thì hãy bình luận về một bình luận cái điều gì đó dưới video này cũng được, để Hường có động lực làm thêm các video, cũng như là có các chương trình, có những quà tặng đặc biệt dành cho những bạn thường xuyên comment, những bạn thường xuyên bình luận các video của Hường ha. Nhớ đăng ký kênh, nhấp vào chuông thông báo để nhận các video chia sẻ tiếp theo, bình luận bên dưới, tham gia đội nhóm ở phần mô tả. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.